con xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với lại kênh YouTube Đạo Công Giáo nhé. Đấy, hôm nay con đi quay cho mọi người tham quan một công trình nhà thờ được khởi công từ ngày mùng 4 tháng 2 năm 2000 ở giáo họ nhé. Đấy, ngôi thánh đường này rất là đẹp luôn, rất là long lanh luôn nhé. Đấy, ở giữa thì có tượng Kitô vua này, ta là vua và mẹ đứng mẹ này, bên kia là thành lưu xe này. Được chưa? Đấy, để con đi con quay bốn xung quanh nhà thờ cho mọi người xem nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, quay chính giữa nhé. Đấy, nhà thờ rất là đẹp luôn. Rất là cao, rất là trong xanh, rất là đẹp nhé. Rồi, con đi tiếp tục đi sang bên này để con quay cho mọi người kỹ hơn. Ở phía bên tay phải của mọi người là gió, hôm nay đi thời tiết gió các. Con đứng ở đây cho mọi người xem cho nó con đẹp này. Đấy, như này không biết là mọi người có nhìn rõ không nhỉ? Đấy, nhà thờ rất là đẹp luôn. Đấy, được xây bây giờ con sẽ đi vào bên trong rồi nhé, đi vào bên trong này để quay cho mọi người xem này. Đấy, hoàn thành ngày 1 tháng 5 năm 2001. Đấy, giáo họ An Thọ. Đấy, ở đây này, xem nhé, cho mọi người xem giáo họ này, cũng như là khuôn viên bên ngoài nhé. Thì con sẽ đi hết một vòng cho mọi người xem nhé. Tại vì hôm nay đi gió to quá nên là. Rồi, phía bên này là kỳ đài La Vang nhé. Rồi, kỳ đài La Vang này, con đến gần hơn con quay cho mọi người xem nhé. Chưa? Đây ạ, kỳ đài La Vang ạ. Rồi, con quay gần cho mọi người xem. Rất là đẹp luôn. Rồi, một giáo họ. Được chưa? Đấy, đây là phía bên hông nhà thờ này. Con sẽ đi quay lại nối đằng sau xem nào. Đi xung quanh ngôi thánh đường này xem nào. Để có những cái gì đẹp và hay để con quay cho mọi người xem nhé. Đấy. Đây là phía đằng sau này. Đấy, phía đằng sau này có khuôn viên, có hồ nữ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, diện tích của giáo họ rất là rộng. Đấy, xung quanh còn có hàng cây nhãn nữa. Đấy, ngôi nhà thờ rất là đẹp, làm trang trí kiểu hoa văn họa tiết. Đấy, con quay cho mọi người xem nhé. Đấy, còn phía bên ngoài đây là cánh đồng này, rất là đẹp luôn. Đấy, phía bên hông nhà thờ này, con đứng đưa ra con quay cho mọi người xem này, để mọi người cảm nhận được. Đấy, thời tiết hôm nay rất là mát mẻ, bầu trời rất là trong xanh luôn. Đấy, con quay cho mọi người xem nhé. Đó, mọi người thấy chưa? Đấy, con quay ở đây là toàn bộ khuôn viên ở ngoài nhà thờ, cũng như là các hoa văn họa tiết nhé. Đấy, để con quay ra bên hông này cho mọi người
xem kỹ hơn ạ. Đó, theo kiểu kiến trúc này rất là đẹp luôn. Phải nói là kiến trúc cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, ngôi nhà thờ này sơn sửa rất là đẹp. Đó, mọi người nhìn chưa? Màu sơn này rất là đẹp luôn. Đó, con quay vầy hơn để cho mọi người kỹ hơn nhé. Rồi, bây giờ con sẽ đi ra nối đằng trước đây. Là phía đằng trước sân nhà của giáo xứ này. Phía trong này hàng cây rất là mát rồi. Đấy, thì ở đây có một cái nhà gọi là nhà gần như kiểu để phục vụ ấy. Đấy. Quay cho mọi người để cho mọi người ngắm cũng như là tham quan. Tại vì những người ở xa quê không có dịp về thì con quay cho mọi người để mọi người xem. Đúng không ạ? Đấy, còn đây là sân nhà thờ này. Đây, sân nhà thờ này rất là rộng luôn. Đấy, đứng ở đây cho mọi người xem các góc cạnh của nhà thờ này. Đấy, từ xa đứng nhìn ngôi nhà thờ này, phải nói là tuyệt đẹp luôn. Được chưa ạ? Mọi người không biết nó có nhìn rõ không ạ? Đấy, cực kỳ là... Đấy, mọi người nhìn qua màn hình không biết là có thấy rõ không, nhưng mà con nhìn ở đây rất là rõ luôn. Đấy, đằng trước với lại đằng sau là... Đằng trước đằng sau là toàn bộ cánh đồng đấy. Rất là đẹp, đúng không ạ? Đây, để con quay lên cho mọi người xem đây. Đấy, con quay vầy để cho mọi người ngắm toàn cảnh này. Đấy, ở kia còn có chữ là mẹ ban ơn này. Ở giữa là ta là vua này, đây này. Đấy, ta là vua, và đây là... chữ gì kia nhỏ nhỏ kia, du xe thì có cái loa kia chắn tiệt thế thôi nên là con không nhìn rõ. Đấy, con cho mọi người xem, quả là một kiệt tác đúng không ạ? Đấy, công trình nhà chúa rất là đẹp, rất là long lanh luôn. Đấy, con đi sang bên này ạ nhé. Đây, phía này là phía bên phải. Đấy, con đã đi hết một vòng xung quanh ngôi thánh đường này rồi nhá. Đấy, thì mọi người hãy cho con một like và đăng ký kênh để tiếp tục nhận được cái video mới nhất về các nhà thờ, các giáo xứ khác nhá. Để con tiếp tục con quay cho mọi người ở các giáo xứ khác. Hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo nhé. Thân ái và chào mọi người ạ.